Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh Ante Channel. Với các bạn ơi, anh em đã nhận phần thưởng của khu Arena chưa nè? À, bây giờ thì Ante sẽ mở cái phần thưởng ra coi anh em mình sẽ nhận được những cái món quà gì nha. Đây, rương đầu tiên chúng ta nhận được là một thanh kiếm các bạn ơi, dùng để tăng đam ha. Phần thưởng tiếp theo, wow, cái gì vậy bét? Tăng máu các bạn. Cay quá nhờ. Và bây giờ anh em mình đến với được 10 ống nghiệm của dòng Heroic hen. Rồi, 10 ống nghiệm của dòng Legend luôn. Cũng khá là ok nha mọi người. Và các bạn ơi, Hunter có nhận mở các gói VIP trong game nha. Đây, Hunter đã nhận cái thành viên gọi là Heroic VIP này nha mọi người. Đó, anh em nào đang cần mở những cái gói VIP thì các bạn có thể liên hệ với mình nha. Mình nhận mở và cái giá thì cái giá trong game nha mọi người, kèm thêm một ít phí nữa hen. Mình mở thì có hóa đơn đàng hoàng cho nên anh em không có lo nhà phát hành ban nít hay là sẽ khóa nít của các bạn nha. Đó, hôm nay thì anh em mình tốn tiền một chút xíu nha. Đây, Hante muốn review nóng cho anh em xem về cái thành viên đặc biệt này luôn. À, và mình đang kiếm cái ngôi nhà. Ui, chắc cái ngôi nhà xịn sò của mình nó nằm ở đâu rồi nhờ. Định kiếm cho nó về, nhưng mà bây giờ mình không thấy cái nhà xịn sò của chúng ta nằm đâu. Rồi, và đây là thành viên Heroic VIP nha các bạn. Anh em mình đẩy cho nó lên maximum level nha. Đó, bé này thì mình cũng hơi bị kết nó luôn đây. Nhân vật này thì nó sẽ có là 4 chiêu nha các bạn. Đây, 4 chiêu và để mình coi coi có cái chiêu đặc biệt không. Wow, thấy đầu tiên sương sương là tuyệt chiêu gió là chiêu đặc biệt rồi nha mọi người. Bây giờ thì anh em mình sẽ đẩy nhẹ luôn. À, và hắn thì cũng có những cái nick Dragon City khá là xịn sò để bán lại cho anh em nha. À, mình để khá là nhiều nick trên cái trang web của mình là trang hantechannel.com. Các bạn có việc ghé vào website của Hante để xem lựa được cái nick nào thì ok, các bạn hãy liên hệ với mình trực tiếp qua Facebook nha. Rồi, ở đây thì anh em mình đổi tên nhẹ cho bé yêu lương, hàng gọi là hàng VIP nha các bạn. À, để mình đổi lại cái coi chiêu thức đâu rồi. Đây, có một chiêu đặc biệt thôi. Về cái kỹ năng của cái bé này thì mình cũng chia sẻ. Ui dạ, bé này có hai cái skin nha mọi người. Wow, 25%. Ui, like rồi. À, làm ơn reset FS. Tiếp luôn. Skin này mình thấy cũng khá là ngon nha các bạn. Đó, rồi ở đây thì anh em mình sẽ đến với cái skin thứ hai. Wow, khá là ấn tượng với cái bé yêu này luôn nha. Rồi, ở đây thì anh em mình Happy House Boss Dam và kèm theo thời gian. Làm ơn. Rồi ok, anh em mình cùng nhau trải nghiệm nhẹ ha. Và để sở hữu được hai cái skin này thì các bạn biết rồi đó. Một là anh em mình phải unlock cái gói Elite. Cái gói này thì anh em mình mới có được cái skin nha các bạn, kèm thêm là 300 mảnh. Đó, và cái gói này thì nó cũng khá là khoai một tí. Rồi, bây giờ thì anh em mình sẽ đến với là còn cái skin còn lại thì làm sao để sở hữu. Cái skin còn lại nữa thì anh em mình còn phải cày ở đây nha. Ở đây thì các bạn cần bao nhiêu mảnh ta? 420 nha các bạn. Anh em mình cần 420 để có thể sở hữu được cái skin của cái bé hàng gọi là VIP này. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quậy nha. Gọi là cày cuốc đủ các kiểu luôn. Ôi, chỗ này thì anh em mình cần phải đi thu vàng nè. Nhiệm vụ cuộc đua Heroic không biết mọi người đang nằm ở lớp mấy. Còn bây giờ thì anh em mình mới bắt đầu vào cái cuộc đua. Đó, chỗ này thì chúng ta sẽ phải mua. Đây, mình chọn gọi là cái lượng thức ăn thấp nhất nha mọi người. Đó, bây giờ là anh em mình tranh thủ cày cuốc đủ các kiểu luôn nè. Hôm nay thì mình nở thành công được cái thành viên Heroic VIP nha. Anh em mình sẽ cùng nhau gọi là trải nghiệm nhẹ sức mạnh của cái thành viên Heroic khá là bá đạo này. Nhưng mà đầu tiên thì chúng ta phải quan trọng một điều, đó là cuộc đua Heroic anh em mình còn phải gọi là nhiệt tình một chút xíu. Đó, đua gọi là nhiệt tình là mới rinh được hàng xịn về chiến nha. Chứ anh em mình ẩu tả quá là không có hàng ngon để chơi đâu. Ôi chà, rồi chỗ này. Đây. Cái này chúng ta nên đem nó lên trên đây đi cho nó dễ nhìn. Nó nằm ở phía dưới quá nhiều khi khó chọn á các bạn. Đó, cứ 30 giây thì anh em mình sẽ thu hoạch lại được một lần nha. Ok, và bây giờ thì chắc có lẽ là đã đủ rồi nè. Đó, bây giờ là bắt đầu đi thu hoạch xương xương đó. Ôi. Rồi, tiếp theo thì anh em mình sẽ đến với là
cái bé yêu này đi, nhân vật Cute vô kèo liền. Ôi, mình nhớ là mình có con này mà nhờ. Bé yêu này của mình hiện tại nó đang bận cái gì đó rồi đấy. Ồ, để mình đi truy tìm nó coi nó hiện tại nó đang bận cái gì mà nó không có chịu đang nâng sao lên cho nó các bạn ơi. Wow, bé yêu mình cũng lên được 1 sao rồi nè. Ngon lành nha. Rồi, bây giờ thì anh em mình review về gọi là thành viên Heroic. Đây, hôm nay gọi là có được bé yêu mới và mình cũng đang rất là nóng lòng muốn review cho anh em xem luôn. Rồi, chúng ta sẽ đến với khu vực West nha. Vô đây để chiến cho nó nhẹ nhàng tí. Rồi, chỗ này thì mình sẽ đến với cái con đó là Heroic. Wow, đây đây, hàng xịn luôn. Để mình coi coi cái tên nó là cái gì nhờ. Rồi, vô đây gẹo nhẹ trước một cái nha các bạn. Mang gọi là bé yêu đặc biệt ra liền. Vô kèo, chiêu đặc biệt của chúng ta. Ôi chà. Ôi, cái này giống như là bơm máu hay là hút máu nha. Rồi, cũng khá là ngon lành luôn. Wow, lụm nhẹ với sát thương nhân 2. Chiêu này là thuộc chiêu thời gian nha. Giao lưu nhẹ với chiêu đặc biệt cái nữa coi. Yeah, chiêu này nó mang lại một cái lượng máu khá khá cho anh em mình luôn. Rồi, một mình cân 3, ổn áp nha mọi người. Rồi, được thêm 2 mảnh nữa bỏ túi nè. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm nhẹ sức mạnh của bé này ở khu vực list đi ha. Rồi, cho bé yêu này vào trong. Thành viên thuộc dòng là Heroic và nó nằm ở cái nó nằm đây đây đây. Rồi. Plasma. Bây giờ thì anh em mình cùng nhau trải nghiệm nhẹ cái sức mạnh của cái thành viên Cute này hen. Mới vô thì giao lưu nhẹ, mình chơi luôn cái chiêu đặc biệt nha, kỹ năng đánh lan. Đó, gỡ cả 3 thành viên cùng lúc. Sau đó thì anh em mình ép luôn cái lượng máu của tem bạn đi. Wow. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ đến với Heroic VIP nha mọi người. Ôi, sát thương nhân 2 nè. 35.000. Đó. Ôi cha, chạy vô luôn hả? Kèo này hơi khoai. À, và các bạn để ý nha, khi mà đội hình mình có cái thành viên Plasma này thì các bạn biết rồi đó. Chúng ta khi mà tem bạn có cái chiêu hút máu của Macaron thì nó sẽ bị giảm sát thương hết nha. Nó giảm lượng sát thương 50% liền các bạn. Đó, cho nên cái bé yêu này anh em mình mang ra chiến đấu thì nó khá là lợi hại luôn. Wow, hơi khoai nhờ. Rồi, hồi sinh trở lại thêm một lần nữa. Kèo này thì chắc có lẽ là mình mang cái bé yêu VIP của chúng ta ra thể hiện ha. Wow. Rồi, lần này thì giao lưu với một cái bạn level là 151 luôn. Tới công chuyện nè. Chỗ này thì mình sẽ đến với sát thương nhân 2. Yeah. Rồi, ở đây thì anh em mình sẽ chào hỏi nhiệt tình tên bạn nha. Ui, chà, con này nhìn nó khá là đẹp. Slow motion để anh em mình nhìn kỹ chiêu thức hơn nha. Thì chiêu dấu ấn rồng xanh. Wow, 3 cái móng vuốt quơ các bạn ơi. Rất là đẹp luôn. Ôi, ở thêm một lượt đánh nữa luôn. Ôi, vậy là anh em mình bị ngụm của tỏi rồi là đơn giản vậy à. Ôi, nó quýnh mình cay thiệt sự. Rồi, ở đây thì anh em mình tranh thủ chơi chiêu gọi là hồi máu đại pháp liền. Đó, búp một cái lượng máu kha khá lên để giật tên bạn liền nha. Rồi, lần này thì sẽ là tuyệt chiêu chiêu pu, hay còn gọi là tuyệt chiêu thuần chủng. Ok. Nhiệm vụ không biết anh em mình đã làm được đến đâu rồi nhờ. Đây, được 1/4 hay các bạn. Tiếp tục vô đây quậy luôn. Wow.
Pha này thì anh em mình sẽ đến với thành viên đó chính là Titan Ma Cà Rồng nha. Ôi, one hit nha mọi người. Rồi, lần này vẫn là tuyệt chiêu sát thương nhân 2 nữa luôn. Khi mà lượng máu tem bạn bị ép xuống một cái mức thấp rồi thì mình sẽ mang cái thành viên VIP của chúng ta ra để thể hiện nè. Đó, nhân vật đặc biệt mùa này. Wow, 5 ngôi sao vàng lấp lánh. Ôi ôi, nó cưa mình đúng một cái luôn. Quá ghê gớm ha. Rồi, ở đây thì anh em mình chỉ gõ được xương xương mấy hiệp thôi. À, đúng rồi, chúng ta sẽ tranh thủ. Đây, anh em mình sẽ đến với khu vực là West đi. Ôi, ở đây thì chúng ta cần Heric mới chiến đấu được nha các bạn. Rồi, để mình coi có cái cửa nào mà nó không cần. À, chỗ này. Chỗ này là anh em mình phải có Heric thì nó mới cho mình vào đây chiến. Đây. Vô kèo liền. Đó, có hàng VIP là anh em mình có thể bụp được trong cái khu vực này nha. Wow. Rồi, ổn áp ha mọi người. Ôi, tuyệt vời mặt trời luôn. Victory. Rồi, tiếp theo thì anh em mình ôi chà, vẫn thu hoạch chưa xong. Rồi, được 2 trên 4 hàng. Đây. Và bây giờ thì anh em mình sẽ đến với một cái chỗ nữa. Ui, vàng rồng ở đây thì hơi căng. Anh em mình chỉ có được 3 em này. Ui, và mình đang nằm ở cái mức là 8.108 điểm nha mọi người. Đây cũng là một cái mức khá là cao rồi. Chúng ta sẽ đây tăng thêm 20% lượng sát thương cũng như là lượng máu để chiến đấu ở đây một cách gọi là ok nhất ha. Wow, vô kèo luôn. Mới vô là gặp hàng VIP. Anh em mình xài luôn cái chiêu đặc biệt nha. Đó. Ôi, giật đam liên hoàn. Ôi, hồi máu. Ôi, cay quá nhờ. Ôi. Rồi, bây giờ anh em mình sẽ đến với tuyệt chiêu hút máu đại pháp luôn. Hồi sinh trở lại thêm một lần nữa. Ây chà. Rồi, lần này thì anh em mình sẽ đến với lưỡi hái tử thần. Ôi, nhưng mà mình ngán con Rim này các bạn ơi. Con Heric này thì hơi bị khoai vì nó sẽ hồi sinh lại. Khi mà nó chết, nó hồi sinh lại cho cái con bên trong. Và cái con bên trong thì nó cũng rất là gắt. Rồi, giờ mình chơi trò hút máu trước cái đi. Ây cha, lại là chiêu đánh lan. Đó, nó hồi sinh lại cho con bên trong này các bạn. Khoai kinh khủng luôn. Bây giờ là mình phải chạy vô. Ôi chà. Ôi, nó ra và nó chơi tiếp chiêu đánh lan nữa các bạn ơi. Trời ơi, thiệt tình rất là gắt luôn á nha. Giờ làm sao bây giờ, coi như là anh em mình phải chiến đấu tầm khoảng là 4 con chứ không phải là 3 con nữa. Độ khó này là thấy hơi bị cao rồi đấy. Giờ anh em mình làm sao ráng gồng nổi với cái con này đây. Rồi, bụp nhẹ luôn. Coi như là anh em mình nãy giờ bụp được 3 con rồi các bạn. Tới con này là cái con thứ tư nè. Mà gặp ngay cái con thứ tư gặp là hàng xịn nữa. Nó vả cho một cái đi về thành dưỡng sức luôn. Không thể tin được, cái tem nó quá ghê gớm. Ôi, anh em mình là muốn xì khói luôn rồi đấy. Wow, mình đang nằm ở hạng 23 hả? Căng nhờ. Giờ là chúng ta phải gọi là giành giật top rồi các bạn. Giành giật đủ các kiểu con đà điểu luôn à. Rồi, ok. Và các bạn ơi, anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì đừng quên để lại cho Hantai một lượt đăng ký cũng như là like nhẹ video ủng hộ cho Hantai channel nha.
Rồi còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại các bạn ở video tiếp theo luôn nha.